Ok, thầy thấy số bạn vào cũng tương đối rồi nhá. Thế thì chắc là mình cứ bắt đầu cái buổi online ngày hôm nay đi. Buổi gặp các em ngày hôm nay đi. Đấy. Mọi người cho thầy hỏi hiện giờ có em nào có câu hỏi gì, có băn khoăn gì về cái môn học của mình không nhỉ? Hello mọi người có ai có vấn đề gì cần thầy hỗ trợ giải đáp không? Chú ai có câu hỏi gì ạ? Chắc là cái đề kiểu cái cách làm bài PE thôi ạ. Tại vì vậy em cũng mông lung á, chưa biết là cái cách làm như thế nào ạ. Cái bài PE thì thầy định là đến buổi sau thì thầy mới tập trung vào đấy. Hôm nay thì thầy cũng sẽ định là nói một chút. Đấy, nếu như mà các em mà không 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 tìm hiểu, không làm thì thầy nghĩ là cũng sẽ hơi khó đấy. Hơi khó để pass qua được cái bài PE đấy. Mà lưu ý là yêu cầu là điểm lý thuyết, điểm thực hành đều phải trên 5 nhé. Từ 5 trở lên thì mới qua môn nhé. Còn dưới là không được qua đâu. Đó, lý thuyết thì thầy nghĩ là không có vấn đề gì, nhưng mà thực hành để mà được 5 thì chắc là cũng không không phải là dễ đâu. Ok, rồi. Hôm trước thầy đang trao đổi với các em, thầy đang trao đổi với các em dở cái chương, cái course hôm trước. Cái course liên quan đến budgeting, đến planning, đến scheduling các thứ ấy. Thì hôm trước mình đã trao đổi với nhau về cái công cụ là EVM rồi. Earned Value Management rồi. Với công cụ mà nó dựa trên cái kế hoạch mình lập ra, dựa trên cái chi phí mà mình đã bỏ ra để làm việc, cũng như là dựa trên cái khối lượng công việc mà mình đã hoàn thành để người ta đưa ra những cái đánh giá, những cái dự đoán về mặt tiến độ, về mặt chi phí của dự án cho đến cái khi mà kết thúc. Đấy. Cái việc mà phải dự đoán thời gian, tiến độ, chi phí của một cái dự án khi mà nó kết thúc ấy là một cái câu hỏi mà thường xuyên được các cấp quản lý đặt ra. Khi nào thì xong? Đấy. Khi nào thì xong, nhanh hay là chậm so với kế hoạch? Chi phí có bị đội lên không? Nếu mà không thì tuyệt vời, còn nếu mà bị đội lên thì đội lên khoảng độ bao nhiêu? Đấy là những câu hỏi mà các nhà quản lý người ta luôn luôn phải phải trả lời nhé. Thì dùng cái công cụ EVM sẽ giúp cho chúng ta trả lời được cái điều đó. Đấy. Còn hôm nay thì thầy muốn chia sẻ thêm với các em về một cái kỹ thuật để mà lập kế hoạch, để mà thiết lập ra cái lịch trình của cái dự án nhé, của cái project. Đó. Đấy, kỹ thuật dùng để xây dựng ra cái lịch trình, và từ cái lịch trình đấy đó thì chúng ta có thể sẽ trả lời được một cái câu hỏi, đưa ra được cái phương án cho cái đề xuất, cho cái yêu cầu của người quản lý đó là gì. Chúng ta thường xuyên sẽ gặp cái yêu cầu từ phía người quản lý là hãy rút ngắn thời gian dự án lại, rút ngắn lại cho tôi 1 tuần, rút ngắn lại cho tôi 1 tháng, ví dụ như thế. Các cấp quản lý sẽ luôn luôn có những cái yêu cầu như vậy mỗi khi mà các em quản lý một cái dự án, bởi vì người ta luôn muốn đưa sản phẩm ra thị trường càng sớm càng tốt, cho nên cái nhu cầu là rút ngắn thời gian nó rất thường xuyên xuất hiện. Đó. Thế thì mình sẽ đi xem làm sao để mà có thể lập ra được một cái lịch nhé. Làm sao để mà có thể lập ra được một cái lịch, cũng như là cái cách thức để mà có thể rút ngắn được thời gian thực hiện dự án lại. Ok, đó là cái mà thầy muốn chia sẻ với các em bây giờ. Thì liên quan đến cái này ấy, thì nó cũng là một cái yêu cầu trong cái đề thi thực hành. Thì nếu như mà các em đã lên trên CM để lấy cái đề thi mẫu về để mà thi thực hành mẫu về để mà xem thử ấy, thì các em chắc là quen thuộc với cái trên màn hình của thầy hiện giờ. Đấy. Trên màn hình của thầy hiện giờ là cái đề mẫu. Đề mẫu. Thì thầy cũng chia sẻ là cái đề thật ấy nó không giống hoàn toàn đâu, nó chỉ giống khoảng độ 60-70% thôi nhé. Về mặt hình thức nó sẽ giống 60-70%, còn về mặt nội dung ấy, thì nó sẽ giống khoảng độ 90%.
Ok. Đó. Đấy thì ở trong này nó có nhiều cái yêu cầu, có 5 cái yêu cầu tất cả. Cái đề thi thật nó cũng sẽ có 5 5 cái request, mỗi cái 2 điểm nhá. Thì cái mà thầy muốn nói với các em buổi hôm nay là cái request số 3 liên quan đến cái vấn đề là lập lịch. Đấy, lập lịch cho một cái dự án. Rồi sau đấy là cái vấn đề thứ tư là cái yêu cầu chúng ta phải rút ngắn thời gian nhé, rút ngắn thời gian thực hiện dự án lại. Đó. Ok. Thế thì mình sẽ bắt đầu với cái việc project scheduling trước. Đó. Khi mà các em làm lịch cho một cái dự án thì đầu tiên là các em phải hình dung ra những cái công việc mà dự án của các em nó sẽ phải thực hiện. Đấy. Thông thường người ta hay hình dung ra cái công việc đấy theo trình tự về mặt thời gian từ đầu cho đến cuối, nhưng cũng có thể hình dung theo những cách thức khác. Đấy. Không nhất thiết là phải theo về mặt thời gian, mà ví dụ theo những cái loại hình công việc, làm requirement, làm design, làm code, làm test, làm quản lý. Đấy. Rồi sau đấy requirement thì mình chia nhỏ ra, design mình chia nhỏ ra, vân vân. Đấy. Cái quá trình xác định các đầu việc, quá trình mà xác định các đầu việc ấy thì thực ra cái quá trình đấy nó nằm ở trong cái yêu cầu phía trên. Cái yêu cầu số 1 đó là cái việc mà lập ra một cái WBS, Work Breakdown Structure nhé. Work Breakdown Structure ra. Đó. Đây này. Đấy. Thì cái này thì nói chung cũng cũng không có gì là khó, khá là đơn giản. Cho nên thầy sẽ không đi vào trong cái buổi ngày hôm nay. Đến cái buổi sau nếu mà cần thiết thì thầy sẽ đi đi vào cái nội dung này nhé. Giả thiết ở đây là các em đã có các đầu việc, các em đã có các đầu việc rồi, ok, các em đã có các đầu việc rồi, đấy, đã biết được cái mối quan hệ logic giữa các đầu việc đấy rồi. Ví dụ việc gì phải làm trước, việc gì phải làm sau, đấy là cái quan hệ mà nó rất là phổ biến khi mà chúng ta lập ra một cái lịch. Đó, thì ở đây là cái đầu bài giả lập một cái tình huống nào đó trong thực tế nhé. Một cái đầu bài nó cho biết cho chúng ta biết là chúng ta có một số những cái đầu việc trong dự án ở cái cột activity này. Đó. Nhé. Và mối quan hệ giữa các đầu việc đấy nó được thể hiện ở trong cái cột preceding activity này, tức là nó chỉ ra là cái đầu việc nào phải đi trước đầu việc nào nhé. Ok. Và một cái nội dung nữa là cái thời gian thực hiện từng cái đầu việc nó là bao nhiêu. Ở đây là đơn vị của nó là tuần. Đó. Thì khi mà có được cái input như thế này rồi ấy, để lập ra được một cái lịch nhé, thì việc đầu tiên là các em sẽ phải xây dựng ra được một cái nó gọi là network diagram. Ok. Đấy. Cái việc mà tạo ra cái network diagram này thì thực ra nó khá là đơn giản, nó rất là đơn giản thôi, không có gì là phức tạp cả nhá. Thì bây giờ mình sẽ đi xây dựng cái network diagram này. Đấy. Tuy nhiên trước khi mà thầy đi xây dựng ấy, thì cho thầy hỏi trong số các em đã có bạn nào tìm hiểu và thử làm cái câu này chưa? Mọi người đã có bạn nào làm cái bài tập này chưa? Có xem rồi nhưng mà chưa biết làm gì ạ. Chưa biết làm, chưa làm. Thực ra nếu mà các em mà học nó cẩn thận một chút thôi thì tất cả những cái nội dung này trong cái course của mình nó có hết rồi mà, có phải là không có đâu. Đấy. Và nếu mà các em mà chưa làm, các em chưa biết thì thực sự là thầy cũng e ngại rằng rằng cái tác dụng của cái việc chữa bài nó sẽ không nhiều lắm, nhưng mà anyway thì thầy vẫn sẽ chữa nhé, thầy vẫn sẽ chữa, thầy vẫn sẽ giải thích cái cách làm để bọn em hình dung ra, và thầy hy vọng là sau khi mà thầy đã giải thích đã chữa rồi thì bọn em có thể tự làm được những cái bài tập sau này. Ok, rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm. Để thầy đợi thầy một chút. Ok, làm sao để thầy xem được cái hơi khó để mà chắc là cái đề bài ấy, cái đề bài thì chắc là tụi em phải 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 download trên CMS về để các em xem nhé.
Đó. Chứ thầy chắc là không show được cả cái đề bài, cả cái màn hình giải thích của thầy lên đâu. Ok. Đợi đợi thêm một chút nữa. Đợi thầy tí nhé, thầy phải chỉnh lại cái xe xếp các thứ một chút. Ok, được rồi. Thì các em sẽ phải download cái đề thực hành ở đề đề mẫu ở trên CMS về để theo dõi cái hướng dẫn của thầy nhé. Đó. Ô. Bực nhỉ. Đây đây. Đợi thêm một chút. Thầy đang dùng hai cái màn hình nó hơi hơi bị lộn xộn. Sorry, đợi thêm một tí. Mình tìm hiểu cái cách để mà sâu. Đây, đưa thêm.
Ok, các em nhìn thấy cái màn hình của thầy có cả cái đề bài, một phần của đề bài bên 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 góc bên trên rồi đúng không? Ok. Rồi, mình sẽ xử lý cái bài này nhá. Đó thì thầy vừa giới thiệu với các em ấy là trong cái quá trình quản lý dự án thì một trong những cái việc rất là quan trọng đó là bọn em phải xây dựng ra được cái lịch của dự án. Đấy. Cái lịch nó thực ra cái lịch nó mới chỉ là một phần của quản lý dự án thôi nhé, chứ đừng có nghĩ rằng quản lý dự án là mỗi cái lịch đấy thôi. Thế thì đấy chỉ là một phần nhưng mà là một phần rất là quan trọng đó. Thì mình cần phải xây dựng được cái lịch trình. Thì để mà xây dựng được cái lịch trình ấy, thì em sẽ phải xác định được các đầu việc mà mình cần phải thực hiện trong cái dự án đó, cũng như là mối quan hệ giữa các đầu việc, cái việc gì trước, cái việc gì về sau đó. Đấy. Thì cái việc đó gọi là xây dựng ra cái WBS. Thì cái việc mà xây dựng WBS thì hôm sau mình có thể mình sẽ nói thêm. Còn hôm nay thì mình giả thiết rằng là mình đã có cái input là những cái đầu việc cũng như là mối quan hệ giữa chúng rồi. Và bây giờ mình sẽ đi mình lập lịch. Thì để mà lập lịch thì cái việc rất là quan trọng đầu tiên ý, đó là xây dựng ra được cái nó gọi là network diagram nhé. Network diagram. Thì từ cái network diagram này này mình mới có thể làm được nhiều thứ. Mình mới có thể ví dụ như là khi nãy thầy nói là trả lời được câu hỏi là muốn rút ngắn 2 tuần 1 tháng lại thì có làm được không và làm như thế nào nhé. Thì để mà làm cái network diagram này thì thực ra nó rất là đơn giản thôi, không có gì là phức tạp cả đó. Mình sẽ nhìn vào cái danh sách công việc của mình và mình bắt đầu đưa đưa các đầu việc đấy ra trong một cái bức tranh. Thì nhìn vào đây mình sẽ thấy là cái việc đầu tiên ấy chính là cái việc nó gọi là cái activity start này đó. Đấy. Nó không có thằng nào phải đi trước nó hết, tức là nó là thằng đầu tiên. Đấy, và cái duration của cái việc start này là zero. Thực ra cái start này nó chính là cái hành động gì, là hành động bắt đầu một cái dự án nhá. Là một cái dấu mốc, là một cái dấu mốc thể hiện rằng là dự án của mình nó được bắt đầu. Đấy. Và nếu mà bạn nào mà học kỹ thì sẽ biết được cái khái niệm dấu mốc, đánh dấu một cái sự kiện gì đấy thì nó còn được gọi với một cái từ khác là, có ai biết không nhỉ? Cái gì nó đánh dấu một cái sự kiện gì đó, nó được gọi là cái gì? Thuật ngữ trong quản lý dự án gọi là cái gì đấy, có ai biết không? Không luôn à? Ok, khái niệm milestone nhé. Đấy cũng là một cái khái niệm rất là quan trọng trong cái bài thi thực hành. Trong cái bài thi thực hành là có cái việc là bọn em phải xác định những cái milestone nhé. Ok, thế thì mình sẽ vẽ cái, mình sẽ đưa cái activity start ra thôi. Đấy, mình sẽ để nó ở chỗ này. Đấy, và mình sẽ đóng khung nó lại trong một cái hình chữ nhật. Đấy, nhé. Hơi to, cái khung này hơi to. Chắc này để cho nhỏ lại thì không còn chỗ cho những thằng khác nữa. Ok. Đó, rồi sau đó thì các em sẽ thấy có cái thắc A này, thắc B, thắc C này, D vân vân. Thì mình nhìn vào A, mình thấy A đi trước A là start và duration của nó là 3. Ok. Thế thì mình sẽ vẽ thằng A ra. Đó. Thằng A. Đấy. Nó đi sau thằng A, sorry, đúng rồi, nó đi sau thằng start. Thế thì mình sẽ một cái đường mũi tên từ start đi sang A. Đấy, điều này nó thể hiện là start xong rồi mới đến A nhé. A đi sau start. Đấy, và duration của nó là 3 thì mình có thể có nhiều cách. Mình có thể, nếu mà mình cái hình hình chữ nhật của mình to ấy, thì mình có thể viết số 3 ở, ở giữa, nhưng mà nó hơi nhỏ thì mình có thể viết nó ở lên trên này, tùy mình nhé. Đó, cái duration ở đây là 3 tuần, 3 3 week. Rồi, sau đấy các em sẽ nhìn thấy là có tắc B này, đi sau A này, C cũng đi sau A này và D cũng đi sau A. Thế thì bọn em có thể vẽ lần lượt BCD ra. Đó. Đấy. B, C, D và nó đều đi sau A cả, cho nên sẽ có đường từ A đi đến chúng nó. Nhé.
Duration của B ở đây là 2, của C là 3 và của D là 2. Mình sẽ lần lượt điền vào. 2, 3, 2. Đó. Rồi, có thằng E này đi sau B và C. Như vậy là có một thằng E ở đây. Đấy. Bởi vì nó đi sau B và C cho nên mình có hai cái đường đi từ B và C đến E. Đấy. Và thằng E này duration của nó là 9. Đấy. Thằng F đi sau thằng B. Đó. Thằng F đi sau thằng B. Mình vẽ ra. Đó, F đi sau B. Thế thì lại phải vẽ ra một cái đường F đi sau B. Và duration của nó ở đây là 10. Thằng G đi sau thằng D. Thế thì mình vẽ G ra. Và đi sau D thì mình làm cái đường mũi tên từ D đến G. Và duration của nó là 3. Đó. Sau đây có thằng H đi sau EFG, thằng H. Sorry, nó không đủ không gian nên chắc là tí thầy phải vẽ hơi xấu một tí. Thằng H đi sau EFG. Và duration của thằng H này là 6. Sau đây đến thằng Y sau thằng G. Sorry, để thầy xóa đi. E, F, G, thằng Y sau thằng G. Rồi. Y sau G. Và duration của Y là 2. Và thằng Z sau thằng H với thằng Y. Đây, ok. Sau H, sau Y. Và sau Z là cái việc kết thúc là N. Mình đưa N lên trên này nhé. Nếu mà có đủ không gian thì thầy sẽ vẽ nó dài ra nhưng mà không đủ cho nên là mình phải làm như thế này vậy. Và đây là N. Thằng Z này duration của nó lúc trước mình quên đây là 8. Còn thằng Z duration của nó là 0. Thằng thằng N duration của nó là 0. Đấy. Thì thằng E này này nó cũng giống như với start thôi nhé, nó là một cái công việc mà duration của nó là bằng không, tức là không mất thời gian để thực hiện nó, hay nói nôm na nó thực ra nó chỉ là một cái dấu mốc thôi, một cái dấu hiệu để mình nhận biết thôi nhé. Thế thì trong quản lý dự án cái mốc đó người ta gọi với một cái từ là milestone. Ok, milestone nó là một cái dấu mốc, nó đánh dấu một cái sự kiện gì đó, đánh dấu một cái sự kiện gì đó. Có thể là bắt đầu một cái việc gì đó, có thể là kết thúc một cái việc gì đó, có thể là xong một cái gì đó, tạo ra một cái gì đó nhé. Ok, thì là cái network diagram mình đã vẽ xong. Em sẽ thấy chẳng qua chỉ là mấy cái đến đầu việc được liệt kê ra, và sau đấy thì có cái đường đi từ đầu việc này sang đầu việc nọ để thể hiện cái mối quan hệ giữa các đầu việc đấy. Thì lưu ý sau này khi mà các em làm quản lý dự án, các em lập ra một cái lịch mà giữa các công việc trong cái lịch trình đấy nó không có một cái sự ràng buộc, một cái quan hệ gì với nhau, thì thực ra là không đạt được yêu cầu lập lịch. Trong cái quá trình làm một cái dự án rồi mà em sẽ thấy là tất cả các đầu việc trong đấy nó đều có những cái mối quan hệ, có thể rất là trực tiếp, cũng có thể là gián tiếp, có thể rất là rõ ràng nhìn thấy, có thể là không rõ ràng lắm, nhưng mà chúng nó đều có cái mối quan hệ với nhau nhé. Bạn em hình dung đi, làm requirement, làm design, làm post, làm test, nó phải có mối quan hệ với nhau chứ, đúng không? Hoặc là cái công việc quản lý những cái việc đó, quản lý requirement, quản lý design, quản lý code, quản lý test, nó phải có quan hệ với nhau chứ. Mình mà chưa có requirement thì mình làm sao mình bắt đầu mình làm design được? Không có design thì cái việc coding nó cũng sẽ không không ok, mà không có code thì làm sao mà test được, kiểu như thế. Đấy.
không có requirement, không có design, không có code, không có test thì làm sao mà quản lý những thứ đấy, những thứ đó được. Cho nên các đầu việc trong một cái dự án nó sẽ phải có mối quan hệ với nhau. Đó. Thì nếu mà dừng ở đây là bọn em đã xong được cái gọi là network diagram nhé. Trong trường hợp mà các em dùng tool để mà lập lịch ấy, để mà quản lý dự án ấy, thì mình sẽ không phải làm vất vả như thế này đâu. Những cái tool như là Microsoft Project hoặc là một cái tool open source mà bọn em hoàn toàn có thể download về sử dụng miễn phí, đó là Project Liberal. Các em có thể search cái ứng dụng open source này. Nó cũng cho phép các em có thể lập ra một cái lịch nó rất là dễ dàng bằng cách là mình input các đầu việc giống như là input giống như là vào cái bảng này, này. Đấy. Yeah. Mình liệt kê ra các đầu việc, mình liệt kê ra mối quan hệ giữa chúng. Đấy. Ví dụ nếu mà chỉ là không có quan hệ gì cả thì thực ra chữ năn này này đấy nhé. Đấy, còn nếu mà quan hệ với một thằng thì điền kiểu như thế này thôi. Quan hệ với hai thằng thì C phẩy B, quan hệ với nhiều thằng thì liệt kê từng thằng ra và có dấu phẩy. Duration mình đưa ra thì với những cái tool bọn em chỉ cần nhập như thế này thôi là nó sẽ tự tạo ra được cho bọn em cái network diagram như thế này nhé. Network diagram như thế này đó. Đấy. Cái tool nó còn có nhiều cái hay nữa. Cái tool sau khi em nhập xong rồi ấy, thì ngoài cái cách thức mà nó vẽ ra cái network diagram này, thực ra đây chỉ là một cách thức sắp xếp lịch trình thôi. Bản chất của cái network diagram ấy nó chính là lịch rồi nhé. Bản chất của cái network diagram này này nó chính là lịch trình rồi. Nhìn vào đây là mình biết là lần lượt sẽ phải làm cái gì, làm cái gì, làm trong bao lâu này nọ các thứ, là mình nhìn vào đây là mình biết rồi đấy. Nhưng mà cái cách bố trí này thì có thể nó sẽ không dễ theo dõi, sẽ không dễ hình dung đối với nhiều người, đặc biệt khi mà số lượng đầu việc nó nhiều, nó quá nhiều thì cái diagram này trông nó sẽ rất là khó nhìn, nó chi chít các đầu việc. Thế thì bọn em thường nhìn thấy một cái lịch trình dưới dạng Gantt chart nhé, Gantt chart. Em tìm hiểu cái khái niệm đấy. Gantt chart. Thì cái Gantt chart này này nó có khuôn dạng bọn em xuất một cái là ra ngay, như rất là nhiều ví dụ nhé. Nhưng mà đại thể nó có một cái khuôn dạng kiểu như thế này, này. Đấy. Cái cột này là cột các đầu việc này. Đấy, rất nhiều đầu việc bố trí và cái cột bên cạnh này ấy, cái phần bên cạnh ấy, nó là những cái ô. Đấy, nó mô tả các đầu việc ra theo thời gian, theo trình tự thời gian. Đấy. Ví dụ thế. Cũng như là có những cái đường mà nó thể hiện cái mối quan hệ. Đấy. Cái gì đó. Thì bọn em cứ search một cái bọn em sẽ thấy nhé. Đó. Rồi. Tóm lại là chúng ta đã xây dựng ra được cái network diagram như là trên cái slide của thầy. Từ cái network diagram này này, bản chất của nó, thầy nhắc lại bản chất của cái network diagram này, nó là lịch trình rồi nhé. Nhưng mà có thể với nhiều người cái lịch trình này nó sẽ không dễ nhìn. Không dễ nhìn. Thì thay vì nhìn dưới dạng network diagram thì người ta có thể nhìn dưới dạng Gantt chart. Đấy, còn Gantt chart như thế nào thì bọn em đã được học ở trong cái môn này rồi. Nếu mà bạn bạn nào mà học kỹ sẽ nhớ được, còn nếu mà không thì các em cứ search là các em sẽ biết được cái Gantt chart trông nó như thế nào. Đó. Thế thì sau khi mà có được cái network diagram như thế này, bản chất của nó là một cái lịch. Thì bây giờ khi mà người ta đưa ra những cái yêu cầu là hãy tính xem duration của dự án là bao nhiêu chẳng hạn, hoặc là tính xem bây giờ tôi muốn rút ngắn cái thời gian xuống 1 tuần, 2 tuần thì tôi phải làm như thế nào, thì mình sẽ dựa trên cái network diagram này để mình làm cái việc đó. Đó. Ở trên thực tế thì thường là sẽ chỉ có những cái yêu cầu kiểu như là rút ngắn thời gian thôi, còn rất ít khi có những yêu cầu kiểu như là kéo dài thời gian ra. Đấy. Rút ngắn thì mới khó nhé, rút ngắn thì mới khó. Còn kéo dài thì rất là dễ. Kéo dài thì mình chỉ có thể mình có thể đơn giản là mình hold mọi thứ lại, mình pending mọi thứ hết lại, mình cho team đi làm việc khác. Khi nào cần thì mình quay lại. Đấy, nếu mà kéo dài thì đơn giản như thế thôi.
còn rút ngắn thì nó mới khó. Đấy, tại sao nó khó? Tại vì cái nguồn lực cho một cái dự án ấy nó hữu hạn, nó không vô tận. Đó, không phải là cứ muốn thêm người là thêm được. Đó, thế thì khi mà muốn rút ngắn thời gian, mọi người rất hay nghĩ đến cái tình huống là thêm người vào để mà rút ngắn đi. Thứ nhất là thiếu resource, không có nguồn lực để mà thêm vào. Thứ hai là kể cả có nguồn lực thì cái việc thêm người vào chưa chắc đã ok. À, bọn em đi làm nhiều rồi, rất nhiều người trong số bọn em đã đi làm rồi, đi thực tập rồi. Có thể bọn em đã cảm nhận được cái tình huống là thêm người vào nhưng mà dự án vẫn chậm, thậm chí có khi còn chậm hơn. Đó. Lý do thì thực ra mình nhìn thấy ngay thôi. Khi mà đưa một người mới vào trong một cái dự án, người ta có mất thời gian để làm quen với dự án không? Có chứ. Người khác có mất thời gian để giải thích cho họ không? Có chứ. Đấy. Mà cái năng suất của một người khi mà join vào một cái dự án ấy thì giai đoạn đầu nó rất là kém. Càng làm thì năng suất nó sẽ càng tăng lên, và đến một cái mức nào đấy thì cái năng suất nó sẽ đạt đến cái đỉnh của nó. Và đâu đấy có thể sẽ duy trì được cái đỉnh đấy, rồi đến một hồi nó sẽ đi dần xuống. Đó. Và như vậy khi mà có một người mới vào, ông ấy sẽ phải tìm hiểu, người khác sẽ phải hỗ trợ ông ấy. Năng suất của ông ấy làm ra nó không cao thì thường là nó sẽ, thậm chí là nó sẽ kéo cái tiến độ của dự án nó đã chậm, nó càng chậm thêm. Đó. Đấy. Trong cái tình huống nước sôi lửa bỏng cần phải rút ngắn thời gian, hoặc là nó đang bị chậm, dự án đang bị chậm cần phải hoàn thành đúng tiến độ. Nếu mà có thêm người ấy, thì cố gắng làm sao đấy thêm được cái người mà thực sự là giỏi. Ví dụ cái việc đấy mà cần người trình độ khá để làm thì thậm chí là mình nên đưa người trình độ giỏi vào thì nó mới đạt được cái yêu cầu nhé. Chứ chứ còn nếu mà cần một cái người khá mà em cũng đưa một cái người đủ, chỉ đủ cái level đấy, chỉ đủ cái tầm đấy vào ấy, thì chưa chắc đã đạt được cái hiệu quả mà các em mong muốn đâu. Ok. Đó. Vậy thì bây giờ với cái bài toán này, sau khi lập trong cái lịch trình này rồi thì cái việc đầu tiên mà người ta sẽ rất hay hỏi đó là gì? À, làm sao đi xác định cho tôi được cái duration của cái dự án này. Đó. Thì có nhiều cách nhé, có nhiều cách để mà đi xác định duration cho cái dự án này. Thì đây thầy giới thiệu với các em hai cái cách. Một cách nghe chừng thì rất là đơn giản. Đó. Đấy, nghe chừng thì rất là đơn giản. Và một cách thì nghe chừng là hơi hơi phức tạp. Thế thì cái cách mà nghe chừng là đơn giản là cách như thế nào? Đấy. Cách nghe chừng đơn giản ấy là các em sẽ phải đi xác định xem trên cái network diagram này này. Đây là một cái dạng đồ thị thôi nhé. Đây là một cái dạng đồ thị. Đấy, đồ thị có hướng. Các em xem để đi từ điểm bắt đầu dự án cho đến điểm cuối dự án thì có những cái đường đi nào? Có những cái đường đi nào, các em liệt kê nó ra. Đấy. Thì nếu mà một cái project mà nó chỉ có vài cái đầu việc very simple như thế này ấy, thì việc liệt kê các đường này này là đơn giản. Nhưng mà các em hình dung xem, nếu mà bây giờ một cái dự án mà nó có hàng trăm cái đầu việc, các đầu việc nó quan hệ chằng chịt với nhau, thì việc đi xác định tất cả những cái đường đi từ đầu cho đến cuối trên cái đồ thị không phải là một việc dễ dàng đâu nhé. Đó. Ok. Đấy. Nhưng mà đây là bài tập cho nên là mình hoàn toàn có thể áp dụng cái cách thức dễ dàng kia để thực hiện. Để xóa cái này đi để thầy có không gian thì viết tiếp. Thì bây giờ mình sẽ đi xác định cái đường đi từ đầu đến cuối dự án nào. Có bạn nào có thể xác định được cho thầy không? Đi từ đầu đến cuối thì chắc chắn là sẽ có start thì có end rồi, cho nên có thể thầy sẽ không viết chữ start, chữ end ra nữa nhé, để cho nó đỡ tốn không gian. Có bạn nào xác định được cho thầy đường đi từ đầu cho đến cuối không? Hello? Bọn em học đồ thị rồi. Bây giờ trên cái đồ thị này xác định cho thầy cái đường đi từ đầu cho đến cuối, từ start cho đến end, có những cái đường đi nào mọi người? Alo, mọi người có nghe được thầy nói không nhỉ? Alo. Em thấy bắt đầu là từ start từ xong đến ITGA thì nó có Ok. ở hai, em thấy có hai đường chính.
start này, đến A này, À, rồi vâng. đến Đến em cứ việc liệt kê ra gì nữa là đi vào cái activity. đi này, Vâng, từ cũng A sang đến G. G này, Từ G thì có thể đi sang H và I, hát đến G và đến hết. Còn đường thứ hai là ok tiếp từ từ em, đây là một đường nhá, như bạn theo. vừa nói là từ start này qua A này, qua A rồi qua D này, Okay. qua G này, G. qua H này, qua G và N kết thúc. Vâng. Đấy là đường thứ nhất. Đường thứ Vâng. hai cũng sẽ bắt đầu từ start đúng không? Vâng ạ. Đến phải qua A trước này. Vâng, phải có ai ạ. Rồi như em vừa nói sẽ có qua một đường qua D này, qua G này, Vâng. không qua H nữa mà bây giờ qua I đúng không? Vâng ạ. Qua G và kết À, thúc. kết thúc. Đó, còn đường nào nữa không? Vẫn là từ start này đến A. Rồi đến A rồi đến đâu Đến nữa? C. C. E. E. Xong H. H. I. H đây đến gì em? À, G. Gì? Và kết thúc. N. Còn đường nào nữa không? Mà từ A, B. B rồi. F ạ. F. H ạ. H. G và kết thúc. Gì? N vẫn còn nữa đúng không? Vâng, và từ A, B ạ. E, Ok. H, G và kết thúc. Ok. Như vậy là còn nữa không nhỉ? Hay là hết rồi? Hết được. Ok, rồi. Như vậy là trên cái network diagram này, trên cái đồ thị này, chúng ta có 5 cái đường đi từ đầu cho đến cuối. Đó. Thì tại sao thầy nói cái phương pháp này là phương pháp đơn giản? Vì thực ra nó cũng khá là đơn giản về về mặt cách thực hành, nhưng mà trên thực tế nếu mà số lượng cái nốt ở trên cái đồ thị này này, số lượng cái đầu việc trong cái project này này nó quá nhiều và nó có quan hệ chằng chịt với nhau thì số lượng đường đi có thể rất rất nhiều nhá. Rồi. Bây giờ sau khi mà xác định được tất cả các đường đi rồi thì bây giờ mình sẽ đi tính toán cái duration cho từng cái đường. Ở đây các em sẽ thấy là từng cái đầu việc nó có duration của nó, tức là cái thời gian để thực hiện nó. Chỉ riêng có cái thằng đầu tiên, thằng cuối cùng là hai cái dấu mốc ấy, thì duration của nó là bằng zero thôi. Còn lại thì tất cả các đầu việc khác nó đều có duration. Thế thì mình đi tính duration của từng cái đường. Duration của từng cái đường chẳng qua là duration của từng cái đầu việc trên cái đường đấy cộng lại. Ok. Thế thì nếu mà như vậy thì cái đường đầu tiên duration của nó là bao nhiêu mọi người? Tính giúp thầy xem. 18 A, D, G, H, G đúng không? 3 này, A là 3 với D là 2 là 5 này, G với 3 là 8 này. 86 là 14, 14 với 8 là 22. 22, ok, đường này là 22. Đường bên Dưới dưới là 18 ạ. 18 đúng rồi, đơn vị của nó thì ở đây người ta cho duration là week thì đơn vị của nó là week nhé. Đó. Cái đường thứ ba AC E 21. HG AC là 6 rồi này, E thành 15 này, 20. H nữa là 21. 21 đấy, 29 đấy. thì hơn chứ nhá. AC là 6 rồi này, E 6. là 9 là 15 này. 9. H là 21 À, và 21 với G 8 nữa. 29, 29 nữa. 29. Em thiếu cái gì? Rồi cái thằng số 4 AB F HG. AB là 5. F nữa là thành 15. H là 21. Cũng G hai chín 29. Rồi, cái đường AB AB HG hai tám 28. Ok. Rồi, thì sau khi mà tính xong cái này rồi ấy thì có biết được là duration của dự án này là bao nhiêu không các em?
Định nghĩa duration của một cái dự án là quãng thời gian ngắn nhất cần để thực hiện được tất cả các đầu việc trong cái dự án đó.18 ạ. Từ thứ 18, nếu mà 18 thì đấy là chỉ là thực hiện cái đường thứ hai thôi. Ở Cộng đây thì 5 đang nói cái là thực hiện tất cả các đầu việc trong dự án. cộng 5 cái lại ạ, cộng hết Ờ, lại. cộng 5 cái lại thì không đúng. Bởi vì những cái đầu việc này ấy, nó có thể làm song song mà, chứ có phải nó làm một cách tuần tự đâu mà cộng hết chúng nó lại. Trong khi đấy chưa nói đến là trong 5 cái đường này thì ví dụ cái đường A nó được nhắc đến trong cả cái 5 cái đường này, thì đường A chỉ cái A chỉ làm một lần thôi, chứ có phải làm 5 lần đâu mà cộng 5 cái lại. Ố, cái này đơn giản thế mà không không nghĩ ra. Duration của À, cái dự cái án nào trùng thì chỉ tính một lần. cũng không hẳn. Ừ, bởi vì nó có thể có cái sự làm song song với nhau. Đó. Nếu mà các em mà chuyển nhìn dưới dạng network diagram thì các em sẽ nhìn được cái sự song song đấy. Đó. Trong các cái đầu việc thẳng hàng này thì mình chọn ra các cái tuần nhiều nhất ở đây. Ví dụ là như hàng A, như cái XDA thì mất 3 tuần, xong đến A, B, C, D mình có thể là song song. Thì thời gian tại tại vì là cái C thì cũng mất ít nhất là 3 tuần, nên là tất các đầu việc BCD này thì phải mất 3 tuần mới làm xong hết. Thì đến cái hàng tiếp theo là EFG. Không, ở đây chẳng qua, ok thầy 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 hiểu ý em rồi. Ở đây chẳng qua là mình đang vẽ nó theo cái thứ tự này thôi. Trên thực tế là mình có thể vẽ hàng theo kiểu khác được mà, có nhất thiết là phải hàng theo kiểu này đâu. Mình có thể vẽ lộn xộn, ví dụ G chẳng hạn, cái thằng G này này thầy có thể đẩy nó sang một cái hàng mới được mà, chứ có bắt nhất thiết bắt nó phải thẳng hàng với EFG gì gì đấy đâu. Thì Vâng. đúng, ok, cái cách nhìn của em cũng là một cái view. Nhưng mà bây giờ thì nghe nghe thầy nói lại cái định nghĩa về duration của cái dự án nhé. Duration của một cái dự án là khoảng thời gian ngắn nhất mà dự án đấy cần để thực hiện được tất cả các đầu việc trong dự án đó. Hiện nay mình đang có 5 cái đường đi từ đầu cho đến cuối dự án. Với 5 cái đường đi đấy mình đã tính toán được duration để mà thực hiện được từng cái đầu việc trên cái đường đi đấy rồi. Tức là để làm xong cái đầu việc trên cái đường số 1 ấy, nếu mà mình đi theo cái đường số 1 ấy thì mình mất 22 ngày. Nếu mà mình làm các đầu việc đi theo đường số 2 mất 18, vân vân. Đấy. Và lưu ý ở đây là trong quá trình mình làm một cái đường nào đấy thì các đường khác cũng có thể đang được làm. Đấy. Nếu mà như vậy thì thử nghĩ xem duration của cái dự án này sẽ là bằng bao nhiêu? Lấy cái duration lớn nhất của cái activity, của một cái activity. Chuẩn rồi, đúng rồi. Chính là cái đường 3 hoặc là đường 4 trong cái ví dụ cụ thể này. Nó là hai cái đường mà có cái duration bằng nhau và dài nhất. Thế thì các bạn hình dung là khi mà cái đường này mà xong ấy thì các đường khác nó cũng đã xong chưa? Xong rồi. Vâng, Xong rồi. ừ, nó cũng đã xong rồi mà. Nó cũng đã xong rồi mà. Đó. Hình dung như thế nhé. Đấy. Đó. Ở đây cái mối quan hệ giữa tác này với tác nọ ấy, như thầy nói với các em khi nãy, nó có thể là một cách rất là tự nhiên. Ví dụ như là mình phải làm xong requirement rồi mình mới design. Thế thì cái việc mà làm requirement phải đi trước, design phải đi sau. Design phải đi trước, coding phải đi sau, coding phải đi trước, testing phải đi sau. Nhưng trong thực tế, đôi khi cái mối quan hệ của nó không phải là kiểu logic như thế, mà ví dụ cái đầu việc A và đầu việc B nó chẳng liên quan gì về 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 logic tự nhiên của nó, nhưng do là có cùng một cái ông XC nào đấy, ông ấy chỉ có ông ấy mới làm được cái việc A và việc B. Thế thì khi đấy ông ấy phải làm xong A rồi ông ấy mới sang B, và tự nhiên nó sẽ tạo ra cái mối quan hệ tự nhiên giữa A và B nhá. Thế thì ở trong này nếu như mà những cái tác mà nó độc lập với nhau, nó không có liên quan gì với nhau, thì em hình dung đâu đấy là mình có thể sử dụng những cái nhân lực khác nhau để làm, cho nên mình có thể làm song song những cái đầu việc mà nó chẳng liên quan gì với nhau được. Tức là những cái đường 1, 2, 3, 4, 5 này này, về mặt về đâu đấy là mình có thể làm một cách hoàn toàn độc lập, hình dung như thế nhé. Đấy, làm một cách hoàn toàn độc lập. Tức là như vậy là trong cái lúc mà mình làm đường 3, đường 4 thì mình vẫn có thể làm đường 1, đường 2, đường 5. Đó. Cho nên nếu như mà đường 3, đường 4 mà nó đã xong rồi, duration của nó là 29, thì những cái đường khác
do cái duration của nó thấp hơn, nó ngắn hơn thì nó cũng đã xong rồi. Cho nên trong trường hợp này ấy, duration của dự án này nó là 29 tuần. Đấy. Và nôm na nó chính là gì? Duration của dự án nó chính là cái duration dài nhất trong số duration của các đường đi. Đấy. Project duration là cái longest path duration, cái đường đi người ta dùng cái từ là path. Đấy. Và project có hai khái niệm là đường đi và project. Project thì nó gồm rất nhiều đường đi. Thế thì project duration thì nó chính là cái đường đi dài nhất nhá, nó chính là cái longest. Đấy. Cái đường đi dài nhất thôi. Và trong trường hợp này mình kết luận được duration của dự án này là 29 ngày. Đấy. Ok. Tính duration nó đơn giản như thế thôi nếu mà mình áp dụng theo cách này. Còn cách khác nghe chừng phức tạp hơn. Đấy, thầy sẽ nói bây giờ là cách như thế nào. Đấy. Và trên thực tế là người ta sẽ không dùng cách đơn giản mà thầy vừa nói đâu, mà người ta sẽ dùng cái cách phức tạp cái kia. Vì sao thì tí nữa thầy sẽ nói nhé. Ok, và đến bây giờ mình đã chốt được là cái duration của dự án này là 29 tuần rồi nhá. Nhớ giúp thầy. Vì nó chính là cái đường đi số 3, số 4 đấy, đường dài nhất đấy. Bây giờ cái cách thứ hai mà thầy nói với các em, cách này có tên gọi là nó có tên của nó kìa, nó có tên của nó gọi về cái tên là critical path method hoặc là critical path method. Đấy. Đấy. Hoặc critical train method cũng được. Ok. Thế thì cái phương pháp này nó được thực hiện như thế nào? Đang hơi thiếu không gian để vẽ nhỉ? Thầy có thể xóa cái năm cái đường đi kia được không các em? Được, được ạ. Ừ Vâng. nhé, thầy xóa đi để thầy cần không gian để thầy nói tiếp. Để sao? Chậm thế. Kiên trì thì kiểu như cái nó coi mỗi một cái chấm, một cái này là một cái object, cho nên trên cái màn hình hiện giờ nó đang có rất nhiều là cái object, cho nên cái thằng PowerPoint nó đang xử lý rất là chậm. Lần đầu tiên mình đi xóa kiểu thủ công thế này. Rồi ok. Đó. Thì ở đây thầy muốn nói với các em về bốn cái khái niệm. Khái niệm đầu tiên có thể viết tắt là ES, viết tắt của Early Start. Early Start là cái thời gian sớm nhất để mình bắt đầu một cái công việc nào đó. Đấy. Early finish tương tự như vậy.
là thời gian sớm nhất để mình có thể kết thúc một cái việc gì đó. Đó. Let's start. Là thời gian muộn nhất để mình bắt đầu một cái việc gì đó. Nhá. Đấy. Ví dụ bây giờ giao cho bọn em một cái assignment chẳng hạn, ví dụ thầy giao assignment và thầy bảo là đến tuần 10 các em phải nộp. Thế thì thời gian sớm nhất để bắt đầu nó là bao giờ? Mọi người. Là tuần 1. Là ngay bây giờ đúng không? Ngay sau khi thầy giao là thời gian sớm nhất để bắt đầu. Đấy. Và ví dụ cái việc đấy cần mất một tuần để hoàn thành. Thế thì thời gian sớm nhất để kết thúc nó là gì? Là giờ này tuần sau. Thì đúng không? Đó. Còn let's start là cái thời gian muộn nhất để bắt đầu. Bây giờ là tuần tuần 7 mà thầy giao cho các em phải làm nộp vào cuối tuần 10. Cái việc đấy cần phải một tuần để thực hiện xong. Thế thì muộn nhất để bắt đầu là khi nào? Tuần 9. Cuối tuần 9 đầu tuần 10 đúng không? Đấy. Và tất nhiên muộn nhất để kết thúc chính là Trước đến lại. đúng rồi, chính là cái tuần 10 nhé. Ok. Đấy là những cái mấy khái niệm mà mình cần cần nắm được để mình áp dụng cái phương pháp là critical path method. Ok. Như vậy là chúng ta có bốn con số nói về thời gian bắt đầu sớm nhất, thời gian kết thúc là sớm nhất, thời gian bắt đầu muộn nhất, thời gian kết thúc muộn nhất của một cái đầu việc gì đó. Thế thì bây giờ chúng ta nhìn vào cái network diagram và bắt đầu từ cái tác đầu tiên, cái tác start. Chúng ta sẽ đi từ start, chúng ta sẽ đi dần từ start cho đến cuối cùng, cho đến end. Cái đường đi từ đầu về cuối. Đấy, cái cách đi như thế nó gọi là cách đi forward path. Path ở đây là path này là path đi đi đấy, forward path. Đấy. Và ok, mình nói forward path trước đã. Rồi, mình sẽ đi từ đầu về cuối, đi theo cái cách nó gọi là forward path. Trong quá trình đi đấy, mình sẽ đi xác định cái thời gian sớm nhất để bắt đầu một cái việc gì đó và thời gian sớm nhất để kết thúc một cái việc gì đó. Nhá. Đấy, đi từ đầu về cuối, mình sẽ xác định cái thời gian sớm nhất. Thế thì cái việc mà chúng ta đang gọi là cái start này này. Duration của nó nhớ giúp thầy là không nhé. Và chúng ta giả thiết, chúng ta giả sử cái mốc thời gian của chúng ta bắt đầu từ không. Đấy, có mấy cái cách đặt cái mốc ban đầu. Có một số người thì đặt mốc ban đầu là một. Đấy, tức là cái tuần đầu tiên, cái ngày đầu tiên là ngày thứ nhất. Nhưng mà cũng có những cái người đặt cái ngày đầu tiên là ngày thứ không. Cái đấy tùy thôi nhé. Cái đấy thì là tùy mọi người. Đấy. Nhưng mà trong trường hợp này thì thầy sẽ đặt cái mốc đầu tiên là mốc không. Ok. Đấy. Thế thì nếu như cái thời gian cái mốc đầu tiên là mốc 0 ấy thì cho thầy hỏi để mà bắt đầu cái việc việc start này này nhá. Đấy, cái mốc thời gian của chúng ta bắt đầu là mốc 0, thế thì sớm nhất để bắt đầu cái start này là cái thời điểm nào? Là không ạ. Đúng rồi, là không, chúng ta sẽ ghi nó vào trong cái góc. Đấy. Yearly start là cái thời gian sớm nhất để bắt đầu cái việc start là zero. Và bởi vì duration của nó là bằng mấy? Bằng không. Cho nên sớm nhất để finish nó sẽ là bao nhiêu? Tính từ lúc sớm nhất để bắt đầu cộng với cái thời gian thực hiện nó thì sẽ ra sớm nhất finish nó thì nó cũng sẽ là không thôi. Ok, mình điền vào. Chỗ này là yearly finish cái góc đấy. Ok. Rồi. Sau khi xong thằng start này thì chúng ta mới bắt đầu làm A. Cái việc A này chỉ có thể bắt đầu khi mà thằng start nó đã xong. Thế thì cho thầy hỏi. Như vậy thằng A này mình có thể bắt đầu sớm nhất là vào cái mốc thời gian nào? Không. Ok, đúng rồi, không. Đó. Không. Đấy. Ok. Và cái thằng A này cần mất mấy tuần để hoàn thành nó?
ba tuần. Đấy, 3 tuần, cho nên sớm nhất để kết thúc nó là vào tuần thứ. Ok, chính xác là cuối tuần 2 đầu tuần 3 nhé. Nó là cái mốc cái điểm đầu tiên nhé, cái điểm đầu tiên của tuần 3. Đúng không? Từ 0 đến 1 này. Từ 1 đến 2 rồi từ 2 cho đến 3. Đấy, tức là cuối 2 đầu 3 thì mình vẫn ghi là 3 thôi nhé. Đó. Và như vậy là các em đã xác định được cái early start, early finish của cái thằng A rồi. Tương tự như vậy mình sẽ đi xác định cho tất cả những cái thằng khác xem có vấn đề gì không. Cái thằng BCD này nó phải thực hiện khi mà thằng nào đã xong. Thằng A xong. Cho nên phải đợi A xong thì nó mới bắt đầu được. Thằng A muộn nhất, à sorry, sớm nhất để mà kết thúc là đầu tuần 3, cuối tuần 2 đầu tuần 3. Thế thì thằng BCD sớm nhất để bắt đầu chính là cái thời điểm sớm nhất thằng A kết thúc, đúng không? Vâng ạ. Và như vậy thời điểm sớm nhất bắt đầu của BCD cũng là mấy? Ba. Ok. Duration của nó đã biết, thế thì mình sẽ xác định được sớm nhất để kết thúc B là đấy, cuối 4 đầu 5 đấy. Tương tự như vậy thằng này 6, thằng này 5. Ok. Rồi. Đấy. Thực ra nó sẽ không đơn giản như thế, bởi vì ví dụ bây giờ mình xuất hiện tình huống là thằng E này. Thằng E này nó chỉ có thể bắt đầu khi thằng nào đã kết thúc nhỉ? C Hai thằng, thằng B và thằng C. BC. Đấy, nó phải đợi BC kết thúc xong thì nó mới bắt đầu được. Vậy thì sớm nhất để bắt đầu E là lúc nào? Bảy à sáu. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy. 6 này là cuối là đầu của 6 nhé. Cho nên cái này vẫn là đầu của 6 thôi. Đó. Nhá, ở đây các em sẽ thấy là có thằng B, thằng C. Thằng B thì nó kết thúc vào 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 tuần đầu tuần 5, thằng C nó kết thúc vào đầu tuần 6. Và thằng E này phải đợi BC xong rồi nó mới bắt đầu được, cho nên bắt đầu của thằng E sớm nhất là khi mà cả hai thằng BC đã kết thúc, tức là vào đầu tuần 6. Đó. Còn thằng F này, à quên, tính tính nốt, sớm nhất để kết thúc E sẽ là 6 cộng 9 là 15. Đó. Còn thằng F này nó chỉ bị phụ thuộc vào B thôi. Cho nên sớm nhất để bắt đầu F là 5. Và kết thúc là 5 cộng với 10 là 15. Tương tự như vậy G đấy, là 5. Và cộng với 3 thành 8 ở đây. Đó. Ok, sang đến cái thằng H này. Khi nào chúng ta có thể bắt đầu H? 15 ạ. Đúng rồi. Nó chỉ bắt đầu khi mà ba thằng E, F, G nó kết thúc. Đấy, E, F, G kết thúc sớm nhất. Đâu đấy là tuần 15 thì cả ba thằng này kết thúc rồi. Cho nên thằng này sớm nhất để bắt đầu là 15 cộng 16 thì thành sớm nhất kết thúc là 21. Thằng Y này đơn giản vì nó chỉ phụ thuộc vào G thôi. G kết thúc thì nó sẽ được làm ngay, cho nên sớm nhất để bắt đầu nó là 8, kết thúc nó là 10. Đấy. Thằng Z này thì sao nhỉ? Mình sẽ bắt đầu nó vào thời điểm nào sớm nhất? 21. Đúng rồi, 21. Bởi vì nó phải đợi cho cả thằng H và Y xong nó mới được bắt đầu. Cộng với 8 thì thành đây là 29. Rồi, thằng N này sớm nhất để bắt đầu cái sự kiện N này là 29. 29, và duration của nó là 0 cho nên kết thúc cũng là 29 luôn. Đó. Ok, và như vậy là mình đã đi xong từ đầu cho đến cuối. Cách đi này nó gọi là forward pass. Với cách đi này, mình xác định được cái yearly start, yearly finish của tất cả các đầu việc. Đó. Và yearly finish của cái thằng N, cái thời gian sớm nhất để kết thúc của cái tác N kia là 29, tức là duration của cái dự án này là chính là bao nhiêu? 29. Đúng rồi. Đây cũng là một cách để mà xác định được duration. Nhưng mà cách này nếu như mà ít tác kiểu như thế này thì thấy cách này có vẻ hơi dài dòng. Nhưng các em hình dung nhé, nếu mà chúng ta có 100 cái đầu việc và các đầu việc đấy nó quan hệ chằng chịt với nhau thì bọn em đã được học môn 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 cấu trúc dữ liệu giải thuật, học về về đồ thị rồi. Cho thầy hỏi trong trường hợp đấy
số lượng đường đi trên cái đồ thị đấy so với cái số lượng nốt, số lượng đầu việc ấy, nó lớn hơn hay nhỏ hơn? Đường đi lớn hơn ạ, đường Nhiều đi lớn hơn. hơn. Rồi, số lượng đường đi có thể cực nhiều nhá. Mình có 100 nốt thôi nhưng mà mình có thể số lượng đường đi nó vô vô cùng nhiều. Đấy. Cho nên thầy mới nói rằng là cái phương pháp lúc trước thầy nói nghe chừng thì nó đơn giản nhưng mà thực tế nó không đơn giản với bài toán thực tế. Còn với bài toán thi thố của tụi em thì tất nhiên người ta không thể nào ra một cái nó quá phức tạp. Thì bọn em sẽ thấy cái cách cách trước ấy là cách đơn giản nhưng mà thực tế nó không phải là cách đơn giản đâu, cách này mới là cách đơn giản, bởi vì với cách này có 100 nốt mình chỉ đi qua có 100 lần thôi nhá. Đó. Forward path thì giúp cho các em xác định được hai cái tham số là early start và early finish rồi và cũng như là xác định được cái duration rồi. Đó. Nhưng mà chưa hết. Nếu mà chỉ như thế này thì cái việc mà phân tích lịch trình cái thứ nó chưa có tác dụng. Chưa trả lời được câu hỏi là có rút ngắn được không và rút ngắn như thế nào. Thì chúng ta cần phải đi một lần nữa, nhưng lần này mình không đi từ đầu về cuối nữa mà mình lại đi ngược lại từ cuối lên đầu. Và cái cách đi đấy nó gọi với cái từ là backward pass nhé. Yeah. Nó nhiều nhiều trên cái slide này nó có nhiều object quá cho nên là nó đang bị chậm, rất chậm. Ok, backward path chẳng qua là cái cách đi từ cuối về đầu mà thôi. Và trong cái quá trình đi đấy thì mình sẽ xác định được late start, late finish. À, chính xác hơn là phải nói theo thứ tự là late finish rồi đến late start. Đó. Cách làm như sau, mình sẽ đi bắt đầu từ end này. Mình đã xác định được thời gian sớm nhất để kết thúc cái đầu việc end này của cái dự án này là 29. Và tất nhiên trong quản lý nếu mà ông đã tính được là sớm nhất để kết thúc là ngày đấy thì tất nhiên là ông muốn là mọi tình huống tôi cũng vẫn muốn là phải giữ được cái mốc đấy. Tức là muộn nhất cũng phải như thế. Muộn nhất để finish cũng phải như vậy. Cho nên cái late finish nó được xác định bằng 29 luôn. Đấy. Late finish. Đó. Sau khi xác định được late finish rồi, mình biết duration của cái task đấy là bao nhiêu rồi, mình lấy late finish mình trừ đi cái duration thì mình sẽ ra cái late start. Nhá, 29 trừ 0 là 29. Và như vậy là chúng ta đã xác định được late finish và late start của cái task end. Mình đi giật ngược lại cho nên mình sẽ đi đến Z. Đấy. Thế thì mình sẽ phải xác định late finish của Z trước. Late finish của Z chính là gì? Là cái thời điểm muộn nhất thằng Z nó phải kết thúc. Muộn nhất thằng Z phải kết thúc. Muộn nhất thằng Z phải kết thúc. Và tất nhiên muộn nhất phải kết thúc thì càng muộn càng tốt đúng không? Nhưng mà nó phải đảm bảo là cái gì? Nó phải kết thúc muộn nhất nhưng mà phải đảm bảo là những cái tác đằng sau nó ấy, những tác đằng sau nó ấy, không bị ảnh hưởng gì hết. Chứ còn bây giờ nó cứ lùi muộn quá mà những cái tác đằng sau nó bị ảnh hưởng thì không được. Thế thì để mà cho cái tác đằng sau thằng Z tức là thằng E này này nó không bị ảnh hưởng gì. Tức là cái việc mà bắt đầu và start của thằng E này không bị ảnh hưởng gì. Thế thì thằng Z này nó kết thúc muộn nhất là vào thời điểm nào? Kết thúc muộn nhất là vào thời điểm nào nhỉ? Để mà cái việc bắt đầu và kết thúc của thằng N không bị ảnh hưởng gì hết. Cũng là 29 thôi. Đấy, bởi vì nếu mà nó kết thúc muộn hơn 29, 30 chẳng hạn. Thế thì làm sao mà thằng N này nó bắt đầu muộn nhất vào lúc 29 được? Thằng N này bắt đầu muộn nhất vào 29. Tức là những cái việc trước đấy là phải xong trước cái mốc 29 đấy. Như vậy là thằng Z này muộn nhất để kết thúc nó phải là 29. Đó. Trừ đi cái duration, thế thì thằng Z muộn nhất để kết thúc là 21. Đó, ok chưa? Rồi. Thằng Z này muộn nhất để bắt đầu là 21. Đấy, muộn nhất để bắt đầu là 21, tức là những cái thằng trước ấy nó phải làm thế nào thì làm nhưng mà đừng có để ảnh hưởng đến cái thời gian bắt đầu muộn nhất của tôi. Vậy thì sang thằng H này. Thằng H này nó phải kết thúc muộn nhất vào lúc nào để thằng Z không bị ảnh hưởng? 21. Đúng rồi, 21.
Nó phải kết thúc vào 21 thì thằng Di mới bắt đầu muộn nhất vào 21 được. Chứ còn nếu mà nó kết thúc vào lúc 22 chẳng hạn, thì thằng Di làm sao mà bắt đầu muộn nhất lúc 21 được. Tương tự như vậy, thằng Y này này, nó cũng sẽ muộn nhất để kết thúc vào 21. Ok. Mình lại trừ đi duration để mình tính ra muộn nhất để bắt đầu. Thằng H này muộn nhất để bắt đầu là 15. Còn thằng Y muộn nhất để bắt đầu là 21 trừ 2 là 19. Ok. Rồi. Ok, bây giờ mình tính sang thằng 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 G đi cho nó khó một tí. Thôi trước khi thằng G mình tính thằng E đã. Thằng E này nó phải kết thúc thì thằng H này nó mới bắt đầu được. Thằng H nó bắt đầu muộn nhất là 15. Thế thì thằng E không thể nào mà kết thúc sau 15 được. Thằng E mà kết thúc vào 16 là chết, thằng H không thể nào bắt đầu 15 được. Cho nên thằng E cũng phải kết thúc muộn nhất là 15. Lấy 15 trừ đi 9 là 6 ra cái muộn nhất để bắt đầu của nó. Bởi vì nếu mà thằng thằng E mà bắt đầu muộn hơn 6 ấy thì không thể nào mà kết thúc vào 15 được đúng không? Bởi vì duration của nó là 9 rồi. Nó mà bắt đầu vào vào 7 chẳng hạn ấy thì thằng E là kết thúc vào 16 là không được nhá. Đấy, mình cứ lấy cái late finish mình trừ đi duration thì sẽ ra late start. Ok. Tương tự như vậy thằng F này này, nó phải kết thúc xong thì thằng H mới bắt đầu được. Mà H bắt đầu muộn nhất là 15, cho nên thằng này kết thúc muộn nhất cũng phải là 15 để cho thằng H nó bắt đầu. 15 trừ 10 chỗ này là 5. Cái này cái E với F thì dễ, sang cái thằng G này hơi khó một tẹo. Nhìn đây. Thằng G nó có mối quan hệ với H và Y, và G xong rồi thì H với Y mới bắt đầu. Đó. G xong thì H với Y mới bắt đầu được. H muộn nhất bắt đầu tuần 15, Y muộn nhất bắt đầu tuần 19. Cho thầy hỏi G muộn nhất kết thúc, G kết thúc muộn nhất vào bao nhiêu? 15. Ok. Đúng rồi. Một số bạn bảo 19. Nếu mà G kết thúc muộn nhất vào 19 thì khi đấy thằng H nó có thể bắt đầu vào 15 được không? Không, nó bị Không. muộn. Đúng rồi, bị muộn. Cho nên cái G này này, trong trường hợp mà có những quan hệ với nhiều thằng ấy, thì mình phải lấy cái nhỏ nhất nhé. Cái nhỏ nhất. Thằng này kết thúc muộn nhất là 15. Thì khi đó H và Y mới mới có thể bắt đầu đúng đúng dự định được. Đó. Rồi, thế thì muộn nhất bắt đầu của G mình lấy 15 trừ 3, chỗ này là 12. Đấy. Thằng D này chỉ có một mối quan hệ với G thôi thì đơn giản, chỗ này là 12 trừ đi 2, chỗ này là 10. Đó. Thằng C này chỉ có mỗi một cái quan hệ với thằng E thôi cũng dễ đơn giản. Thằng E muộn nhất bắt đầu là 6, thế thì thằng này muộn nhất kết thúc cũng là 6, 6 trừ 3 chỗ này là 3. Đấy, có thằng B này là cái sự kết hợp của hai thằng E và F. Đấy, cho nên muộn nhất kết thúc của B là bao nhiêu các em? Năm. Đúng rồi, 5. 5 trừ 2 chỗ này là 3. Ok, bây giờ sang thằng A này. Nó phải kết thúc thì B, C, D mới được bắt đầu. Vậy thì thằng A kết thúc muộn nhất là bao nhiêu? Ba bằng ba. Đúng rồi. 3 trừ 3 bằng 0. Tương tự như vậy, muộn nhất kết thúc của start là 0 và muộn nhất để bắt đầu của nó cũng là 0. Đi một vòng, tính ra được late finish và late start. Ok. Thế thì đi như thế rồi thì bây giờ mình có được cái thông tin thú vị gì nếu mà chỉ dừng ở đây? Nghe chừng chả có cái gì thú vị cả. Ok. Sự thú vị nó được tính toán như sau. Bây giờ các em nhìn vào từng cái đầu việc một, các em sẽ thấy nó có bốn cái thông số là bắt đầu sớm nhất, bắt đầu muộn nhất, kết thúc sớm nhất, kết thúc muộn nhất. Bốn bốn góc. Các em sẽ nhìn thấy có một số tác cái bắt đầu sớm nhất, kết thúc sớm nhất nó rất là giống với bắt đầu muộn nhất và kết thúc muộn nhất. Ví dụ cái tác hát này.
thời gian bắt đầu sớm nhất của nó giống y chang với thời gian bắt đầu muộn nhất, thời gian kết thúc sớm nhất y chang với thời gian kết thúc muộn nhất. Tức là cái thằng H này này không thể nào mà không bắt đầu vào tuần thứ 15 được. Bắt buộc phải bắt đầu vào tuần thứ 15. Không có du di gì được. Đấy. Nhưng các em nhìn sang cái tác y một chút. Cái tác y này này. Mình có thể bắt đầu sớm nhất là tuần thứ 8. Nhưng cũng có thể bắt đầu vào tuần thứ 19 được. Đúng không? Nếu mà mình bắt đầu từ tuần thứ 8 thì mình có thể kết thúc nhanh chóng vào tuần thứ 10. Đấy. Và nếu mà mình bắt đầu muộn vào tuần thứ 19 thì mình buộc phải kết thúc vào tuần thứ 21. Tức là các em muốn start bắt đầu từ tuần 8 cũng được. Hoặc các em đợi đến tuần thứ 19 các em bắt đầu cũng được. Nhưng nếu mà các em bắt đầu vào tuần thứ 19 thì các em buộc lòng phải kết thúc vào 21. Còn nếu các em bắt đầu từ tuần thứ 8 thì các em có thể kết thúc vào lúc nào? Từ 8 đến 21. Từ 10 đến 21. 10 kết thúc cũng được. 11 cũng được. 12 cũng được, 21 cũng được. Đúng không? Bởi vì duration của nó là 2 mà, cho nên không thể nào bắt đầu 8 và kết thúc 8 được, phải sớm nhất là 10. Như vậy là cái tác y này này, bọn em thấy là có sướng không, có thoải mái không, sông xanh không? Quá thoải mái, quá sông xanh, mình được 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 rất là tự do. Được tự do thoải mái. Đó, còn cái thằng hát ở bên trên ấy, mình chẳng có tự do gì hết. Buộc ông này 15 là phải bắt đầu. Không có lùi liếc gì hết. Và buộc ông ý phải 21 phải kết thúc. Không có du di gì hết. Nhưng mà riêng thằng Y thì thoải mái. Bắt đầu 8 cũng được, 9 cũng được, 19 cũng được. Đó, đấy là sự khác biệt. Sự khác biệt. Thế thì cái sự khác biệt đấy được tính bằng cách sau. Có một cái khái niệm nó gọi là, lại hết chỗ để viết rồi. Đây, tôi viết vào dạng này. Float. Đấy, float hiểu nôm na là cái sự sông xanh, cái sự thoải mái, cái sự trôi nổi. Được tính bằng cái gì? Các em lấy hai cái finish trừ cho nhau hoặc lấy hai cái start trừ cho nhau. Lấy cái less finish trừ yearly finish cũng được. Hoặc lấy less start trừ yearly start cũng ok. Đó. Vậy thì bây giờ mình thử đi tính float của từng cái đầu việc một. Cái thằng này float của nó bằng mấy? 29 trừ 29 bằng 0. Cái thằng Z này float của nó mấy? 29 trừ 29 hoặc là 21 trừ 21 bằng 0. Đấy. Thằng H này 21 trừ 21 hoặc là 15 trừ 15 bằng 0. Thằng Y này 21 trừ 10 là 11, 19 trừ 8 cũng là 11. Float của nó là 11. Tương tự như vậy, thằng này float của nó là 7. Thằng này 0, thằng này 0, thằng này 0, thằng này 0. Thằng này bao nhiêu? 7. Thằng này 0 và tất nhiên thằng này 0. Thực ra sau này với những cái tác đầu và tác cuối, cái milestone đầu, milestone cuối thì thực ra không cần phải tính, không cần phải tính nhé. Và nhìn vào như vậy, nhìn vào đây các em sẽ thấy là có một số đầu việc thì có float bằng 0 và một số đầu việc thì có float lớn hơn 0. Vậy thì ý nghĩa của nó là gì? Ý nghĩa của nó ở đây là gì? Là với những cái thằng mà có float bằng 0 ấy, là những cái đầu việc mà mình không thể nào thoải mái được với nó. Bắt buộc đến thời điểm đấy là phải bắt đầu và bắt buộc thời điểm đấy phải kết thúc. Nếu mà mình không làm được cái điều đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những thằng khác. Cái tác đấy mà bị chậm, mà kéo dài thì những thằng khác sẽ bị chậm, bị kéo dài theo. Còn với những cái thằng mà có float lớn hơn 0, ví dụ ở đây là 7, là 11, thì các em có thể song sinh, du di, miễn là làm sao trong cái khoảng thời gian sớm nhất bắt đầu và muộn nhất kết thúc, mình xong là được. Mình xong là được. Mình xong là được. Đấy.
Mình không nhất thiết phải làm cái tác y vào tuần thứ 8. Mình có thể lùi lại, lùi lại, lùi lại, và thậm chí mình có thể lùi muộn nhất đến tận tuần thứ 19 mình mới làm. Thế thì cái này nó có ý nghĩa gì không? Có chứ. Cái nguồn lực của chúng ta là hữu hạn hay là vô hạn? Hữu hạn. Hữu hạn. Đó. Mình không có người lúc nào cũng sẵn sàng. Thế thì với những cái đầu việc mà nó có float, nó xông xênh thế này này, mình có thể tạm dừng nó lại. Mình có thể làm một chút rồi mình dừng lại rồi mình làm tiếp. Đấy. Mình có thể hoãn nó lại, không làm bây giờ mà sau này mới làm, để mà mình tận dụng, mình tranh thủ cái nguồn lực của mình làm những cái việc khác. Đó. Ví dụ trong cái lúc mà mình làm A xong, mình làm B, mình làm C, mình làm D. Mình thấy B và C nó có vấn đề. Nó có vấn đề. Đó. Có thể sẽ bị chậm. Thế thì mình có thể không làm D vội. Đấy, mình không cần phải bắt đầu D vội. Mình lấy nguồn lực từ D mình đưa sang BC để mình đảm bảo nó đúng được cái plan của mình đặt ra, hoặc là ví dụ có thể thậm chí là rút ngắn nó lại. Đó. Thì đúng không? Ý nghĩa của float cho chúng ta biết cái khả năng flexible của mình trong cái việc bố trí nguồn lực, trong cái việc sắp xếp thời gian, sắp xếp lịch. Đó. Và nếu mà các em lập ra được một cái lịch mà float nó rất là nhiều, đâu đâu cũng nhìn thấy float thì rất là tuyệt vời. Còn nếu mà các em lập ra một cái lịch mà float chỗ nào nó cũng bằng không thì vô cùng nguy hiểm. Các em nhìn vào trên cái chuỗi đường đi mà có những cái float bằng không này, ví dụ như là từ start qua A, qua C, qua E, qua H, qua G rồi đến N. Trên cái chuỗi đấy không có một thằng nào được flexible hết, được du di hết, thằng nào cũng bắt buộc phải 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 bắt đầu kết thúc đúng như là đã chỉ định. Thế thì chỉ cần một thằng mà bị chậm là dự án nó có bị ảnh hưởng không mọi người? Đúng rồi. Thì những cái tác nào ấy mà nó có float bằng không ấy thì người ta gọi nó là critical path, critical task nhé. Critical task nhé. Cái đầu việc critical. Còn cái đường đi nào mà từ đầu cho đến cuối của nó toàn là critical task thì người ta gọi nó là critical path. Khái niệm critical task và critical path. Đấy. Thì trên cái đồ thị hiện giờ của chúng ta, critical task có rất nhiều: A, B, C, E, F, H, G. Đấy. Đường đi thì có mấy đường cơ? A, B, E, H, G, A, B, F, H, G, A, C, E, H, G. Mấy đường. Đó. Thì cái người quản lý, khi mà quản lý dự án, họ cần phải tập trung quản lý những cái đường, những cái task critical. Bởi vì chỉ cần một cái task trên đó, một cái đường nào đấy nó bị chậm thì cả dự án sẽ bị ảnh hưởng theo, sẽ bị chậm theo. Đó. Cho nên các em sẽ thấy là có nhiều ông quản lý, ông ấy quản lý rất là nhàn mà dự án vẫn đảm bảo tốt. Bởi vì ông ấy biết được là ông cần phải tập trung vào cái gì. Và thậm chí ông ấy biết cách để làm cho cái lịch của ông ấy nó ngon. Bây giờ các em làm ra một cái lịch mà toàn bộ các task ở trên đây nó critical hết, nó có float bằng không hết thì các em manage nó mệt lắm. Nhưng nếu mà các em có những cách bố trí lịch như thế nào đấy để cái float của các đầu việc nó không phải là bằng không, nó bằng một, nó bằng hai. Đấy. Một cách hợp lý. Một cách hợp lý. Được khách hàng chấp nhận. Hợp lý về mặt chi phí. Thì sẽ rất là tuyệt vời. Cái người PM khi đấy họ quản lý dự án rất là nhàn. Team làm việc cũng rất là thoải mái. Đó. Rồi. Nhưng mà vẫn chưa đến cái phần quan trọng nhất. Đó là cái phần làm thế nào đấy rút ngắn được cái lịch trình dự án lại. Em nhìn vào hai cái đường lúc trước, hai hai cái đường mà duration của nó là 29, mọi người còn nhớ không?
hai cái đường mà duration của nó là 29, đường từ để ASCII thầy gì? để thầy chọn cái màu xem nào. A này, B này, đúng không nhỉ? F gì? F. Gì? Một đường. Rồi. ACE gì? Ok, để thầy lấy cái màu. A C E A G. Đó, hai cái đường cứ thích cơ bắt lúc trước. Mà hai cái đường này có duration là 29. Đấy. Nhá. Thì trên thực tế khi quản lý người ta sẽ tập trung vào những cái đường đường như thế này. Ngoài ra trong cái bài này nó còn một cái đường phụ nữa, cũng là cái đường critical path, nhưng mà duration của nó thì ngắn, không phải là 29. Đó là cái đường này. Màu màu vàng đi. Đúng không? Ok. Cái đường này thì duration của nó ngắn hơn tẹo nó là bao nhiêu nhỉ? Hình như thầy viết lộn A, B, E, H, D thầy. Đúng rồi, đúng rồi. Sorry, sorry. Nhầm nhầm. A, B, E, H, G. Đúng. Cái đường này là 28 đúng không? Vâng. Ừ. Thì nhớ giúp thầy là trong quản lý những cái đường này là vô cùng quan trọng, mình phải tập trung vào vì nó là cái đường mà là rất là critical, rất là quan trọng. Chậm một phát là tèo ngay. Nhưng mà thầy muốn nói đến cái quan trọng hơn, đó là cái việc mà rút ngắn. Hôm nay mình mất nhiều thời gian quá nhỉ. Rút ngắn thời gian của cái dự án này lại. Việc mà muốn rút ngắn thời gian là cái việc mà thường xuyên nó phát sinh. Bây giờ phải làm thế nào? Để mà rút ngắn thời gian, các em có biết là mình sẽ phải tập trung rút ngắn cái đầu việc. Nếu mà ví dụ rút ngắn cái đầu việc thì mình sẽ phải rút ngắn trên cái đường nào không? Đường dài nhất ạ. Đúng rồi. Ở đây trong cái bài này mình có hai cái đường 29 và một đường 28 đúng không? Và đầu bài đặt ra ấy, thì không nhớ là rút ngắn 2 hay là 3 tuần. Hình như là 2 tuần. Ok, rút ngắn 2 tuần. Đấy, thế thì mình phải tìm cách mình rút ngắn những cái đường dài 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 dằng dặc này này, cái đường critical này này. Thì ở đây lưu ý giúp thầy một chút là có thể thi thoảng sẽ có những cái trong bài tập hoặc là trong thực tế thi thoảng sẽ có những cái bẫy. Ví dụ nếu mà chúng ta chỉ tập trung vào cái đường dài nhất là đường 29, chúng ta rút ngắn xuống 2 tuần tức là còn 27. Và chúng ta kết luận à ôi tôi đã rút được cái dự án này xuống còn 27 tuần thôi. Thì sai, bởi vì vẫn có một cái đường mà là bao nhiêu đấy? Một cái đường là 28. Cho nên khi mà rút ngắn ý, thì mình phải 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 để ý cái điều đấy nhé. Và mình tập trung vào những cái đường critical, đường dài để mà mình rút. Thế cách rút là như thế nào? Có hai cái cách rút cơ bản. Một cách ngắn nó gọi là với cái từ là crashing. Cách rút ngắn người ta gọi là crashing. Bây giờ đấy. Và một cách rút ngắn khác người ta gọi là fast tracking. Fast tracking. Crashing là cái việc mà mình dồn nén nó lại, mình ép nó lại. Đấy, còn fast tracking là mình làm thế nào để nó chạy nhanh. Thì crashing là gì? Dồn nén nó lại tức là gì? Là mình đưa nguồn lực vào. Mình thêm nguồn lực vào để rút ngắn thời gian của những cái đầu việc gì đấy. Để thầy mở lại cái đề bài. Ở đây cái vừa xong là mình đã xong cái câu 3 rồi, cái câu 4 bây giờ mình sang sang câu 4 của nó ấy. Câu 4 của cái đề bài ấy là yêu cầu chúng ta
Sau 5 tuần nhé, sau 5 tuần manager yêu cầu rút ngắn thời gian đi 2 tuần. Ok, sau 5 tuần. Thế thì bây giờ mình nhìn vào lịch của mình, sau 5 tuần thì đâu đấy cái thời gian của chúng ta nó đang ở cái thời điểm này. Tức là khi đấy B, C đã làm được một chút, D thì có thể đã làm rồi hoặc chưa vì nó có float. Đấy. Sau 5 tuần người ta yêu cầu chúng ta phải rút ngắn thời gian lại. Đó. Nhá. Thế thì cách crashing là gì? Là các em sẽ phải bổ sung nguồn lực vào để rút ngắn được thời gian. Đấy, bổ sung nguồn lực vào để rút ngắn được thời gian. Đấy. Thay vì làm 10 tuần chẳng hạn thì bây giờ tôi làm 8 tuần thôi. Thay vì làm 9 tuần tôi làm 7 tuần thôi, ví dụ như thế. Đó. Nhá. Đấy gọi là crashing, mình nén nó lại, mình ép nó lại. Còn fast tracking là mình làm cho nó nhanh hơn theo cái cách là mình sẽ làm không phải làm tuần tự nữa, không phải là A rồi mới đến B nữa mà mình sẽ làm song song chúng nó với nhau. Đó. Nếu nếu có thể. Thế thì ở đây này, vào cái thời điểm tuần thứ 5 ấy thì khi đấy cái việc A nó đã đi qua rồi. Nếu như mà ngay từ đầu dự án từ lúc mà A chưa bắt đầu hoặc mới chỉ bắt đầu được một tẹo mà mình muốn rút ngắn ấy, thì có thể có option khá là đơn giản, đó là mình rút ngắn thằng A lại. Nó đang là 3 tuần, mình co ngắn nó lại còn một tuần thôi. Ví dụ thế. Đấy là một phương án. Đấy. Đấy. Nhưng mà phương án đấy thì trong trường này là không thực hiện được, với ngoài ra phương án đấy nó cũng không hợp lý lắm. Đấy. Thế thì còn có những phương án nào khác. Nếu mà chúng ta đang ở những cái mốc này thì chúng ta đâu đấy là cái đầu việc B, C là hơi khó rồi, bởi vì 5 tuần rồi thì lúc đấy là BC đã thực hiện được được 2 tuần rồi. Thì thậm chí là B đã xong rồi và C thì sắp xong thì mình cũng không thể nào mà crashing cái thằng BC được. Thì đâu đấy mình chỉ có thể đi tiếp thôi. Khi đấy mình có thể cân nhắc mình crashing thằng E. Thằng F. Đấy, ví dụ thế. Nhá. EF. Đó. Thằng E đang 9 tuần, thằng F đang 10 tuần. Thế thì bây giờ cần phải rút ngắn nó lại cả dự án rút ngắn đi 2 tuần. Thế thì mình có thể làm thế nào đấy để mình làm E trong 7 tuần thôi. Mình làm F trong 8 tuần thôi, ví dụ thế. Đó. Đấy, hoặc nếu mà không EF thì mình có thể cân nhắc mình rút thằng H này lại. Đấy, mình rút thằng H này lại. Nó đang 6 tuần thì mình rút nó xuống còn 4 tuần, ví dụ thế. Hoặc là mình có thể rút mỗi thằng một tí, thằng E một tuần, thằng F một tuần, thằng H một tuần, ví dụ thế. Hoặc là mình cũng có thể rút thằng G này lại bằng phương pháp crashing. Để mình crashing là gì? Mình làm overtime này. Mình thêm người thêm nguồn lực vào này, kiểu như thế. Nhá. Nhưng ở trong cái bài này thì rất muốn các em để ý được một cái điểm tuyệt vời ở cái chỗ là gì? Thằng D, thằng G, thằng Y nó có float rất là song sênh. Thế thì câu hỏi đặt ra tại sao chúng ta không nghĩ đến cái việc là dùng nguồn lực ở G, ở Y? Đó. Đấy. Chúng ta có thể đẩy 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 nhanh cái việc làm D, làm G, làm Y lên, ví dụ thế. Nó rất là song sinh, chúng ta đẩy nhanh cái việc đấy lên. Làm sớm nó đi để chúng ta có thể dùng cái nguồn lực từ G, từ Y đấy để mà làm đẩy vào trong EF với H này. Đấy, ví dụ thế. Để cho nó nhanh. Nhá. Đấy. Ví dụ trong trường mà chúng ta muốn giảm EF với H thì chúng ta có thể cân nhắc đến cái chuyện là dùng nguồn lực từ DGI, không cần phải nói dùng như thế nào, chỉ cần nói như thế thôi là cũng đã ổn rồi. Dùng nguồn lực từ G DGI bởi vì nó có float thoải mái mà chúng ta đẩy cái tốc độ của EFH lên. EFH lên. Ví dụ thế. Đấy. Còn với thằng thằng G này vào cái lúc mà thực hiện G này thì DGI nó đã trôi qua rồi, bởi vì nó phải trôi qua rồi thì mình mới được hiện G. Thì khi đấy mình không dùng được nguồn lực từ 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 DGI nữa. Thế thì mình với thằng G này nếu mà mình muốn rút ngắn thì mình phải làm thế nào? Thì khi đấy đành phải overtime chẳng hạn, hoặc là thuê thêm người, tuyển thêm người từ ngoài vào. Mà nhớ giúp thầy là cái phương án mà tuyển thêm người, thuê thêm người ấy, là phải đưa người ngon vào chứ đừng đưa người lở. Đấy. Tức là mình phải đưa ra những cái phương án mà nó hợp lý về mặt lý thuyết nhưng nó phải hợp lý cả mặt thực tế nữa. Đấy, thực tế nữa. Nhá. Đấy. Đấy là crashing, thêm người vào. Còn fast tracking là cái trò gì? Làm song song. Các em nhìn thấy ở đây sẽ có cái vụ là gì?
Chúng ta phải làm E xong rồi mới làm H, làm F xong rồi mới làm H. Đấy, hoặc là làm H xong rồi mới làm G. Thì bây giờ giả sử có một cái cách nào đó chúng ta có thể làm song song E với H, F với H, hoặc làm song song H với G. Thì mình cho chúng nó gối đầu lên nhau. Ví dụ giữa H với G chẳng hạn, bây giờ H xong rồi mới được G. H 6 tuần, G 8 tuần, H xong mới đến G. Nhưng bây giờ chúng ta gối, ví dụ như là thằng 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 G nó có thể bắt đầu vào sau khi thằng H nó làm được 4 tuần thì thằng G nó bắt đầu, ví dụ thế. Hoặc là thằng H bắt đầu được 3 tuần thì thằng G nó bắt đầu, ví dụ thế, tùy nhá. Thì mình đều có thể rút ngắn được và theo cách nó gọi là fast tracking, tức là thay vì làm tuần tự thì mình chuyển sang mình làm song song. Cái đấy nó gọi là fast tracking. Crashing là mình phải thêm nguồn lực vào. Đã thêm nguồn lực là tốn kém rồi. Khi nãy mình nói rằng là mình có thể dùng nguồn lực từ D, G, I để đưa vào ấy, thì thực ra là vẫn tốn kém. Bởi vì nếu như mà không 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 dùng nguồn lực đấy thì người ta có thể dùng cái thời gian đấy người ta đi làm cái việc khác. Còn nếu mà đã dùng cái nguồn lực DGI để mà làm bổ trợ cho EFH chẳng hạn thì là tốn kém rồi. Tức là crashing là tốn kém. Còn fast tracking thì có thể không tốn kém. Có thể không tốn kém. Đấy. Có thể không tốn kém bởi vì vẫn là cái nguồn lực đấy, chẳng qua là bây giờ tôi không đợi ông xong tôi mới làm nữa mà tôi làm sớm hơn. Nhá. Thì đó là cái cách để mà chúng ta có thể rút ngắn thời gian. Mọi người đã hình dung ra cái cách để mà chúng ta rút ngắn thời gian trong một cái dự án chưa? Rồi. Đó. Thì trên thực tế khi nào các em quản lý dự án rồi thì các em va vấp thì các em sẽ hình dung ra rõ hơn. Bây giờ thì thầy chỉ nói sơ sơ một chút về mặt lý thuyết là như thế. Đó. Có hai cách là cách crashing và fast tracking. Crashing là thêm nguồn lực làm overtime thế này thế nọ. Đấy. Đấy. Và fast tracking là làm song song. Thậm chí có thể có những tình huống mình buộc lòng phải giảm thời gian. Thì mình có thể nghĩ đến cái tình huống là mình phải cắt giảm scope đi. Đấy. Ở đây đang đang người ta không nói gì cả, người ta không nói gì đến cái việc là scope có được cắt hay không. Thì mình hoàn toàn có thể giả thiết là gì? Tôi được phép cắt. Thế thì khi đấy cũng có thể rút ngắn được. Nhưng mà trên thực tế thì thường khi mà người ta yêu cầu rút ngắn thời gian, không phải lúc nào người ta cũng đồng ý cho mình cắt giảm scope công việc đi đâu. Người ta vẫn bắt giữ nguyên scope đấy. Người ta sẵn sàng trả thêm tiền, ví dụ thế, nhưng người ta vẫn phải giữ nguyên scope đấy. Scope không dễ dàng mà cắt bỏ đâu. Đó. Đấy. Đấy. Thế thì mình phải tùy vào cái tình huống thực tế mà mình đưa ra cái phương án nó tốt nhất, nó hiện thực nhất. Nó hiện thực nhất nhé. Đấy. Đấy. Cái việc mà đang chuyển từ tuần tự sang song song ấy thực ra cũng không dễ dàng thực hiện đâu. Bởi vì ví dụ là gì? Một trong những cái lý do mà người ta phải thực hiện tuần tự thông thường là do cái logic của vấn đề. Ví dụ như là phải design xong rồi code, code xong rồi mới test. Đấy. Đấy. Thì nếu mà cái việc mà làm song song code rồi test ấy, thì mình chỉ có thể thực hiện được khi mà gì? Khi mà mình có rất nhiều cái module code test khác nhau. Thế thì mình có thể xong cái module này thì mình test luôn, chứ không đợi xong toàn bộ các module. Nhưng nếu mà chỉ có một cái module thôi, chỉ có một cái chức năng thôi, thì không thể nào mà code xong chưa code chưa xong đã test được. Code chưa xong thì nó có chạy được cái module đấy đâu mà test. Đó. Đấy. Cho nên không phải lúc nào cũng cũng từ tuần tự chuyển sang song song được, hoặc là gì? Hai cái module, hai hai cái việc, việc A, việc B nó chẳng liên quan gì đến nhau. Trên lý thuyết là có thể làm song song được. Nhưng thực tế là hai cái module A và B đấy đều do một ông nào đó làm. Nếu mà do một ông làm thì làm sao mà làm song song được? Nhá. Thế thì nó tùy vào thực tế mà mình sẽ lựa chọn cái phương án nó tốt nhất. Nó hiện thực nhất. Ok. Ok, đấy đấy là cái mà thầy muốn chia sẻ với các em trong cái buổi ngày hôm nay nhá, liên quan đến cái việc là lập lịch, lập ra một cái network diagram, tính toán cái project duration và đưa ra những cái phương án để mà có thể rút ngắn lịch trình lại. Ok. Mọi người có câu hỏi gì cho thầy không nhỉ? Đấy. Thầy thầy phải tranh thủ thầy điểm danh cái bởi vì hơi 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 quá giờ mất rồi. Thầy còn một cái lớp mà sau đấy nữa cơ.
Ok, thầy thầy điểm danh các em nhé. Long Vũ không em? Quốc Long. Đức Triệu. Em có. Ok. Huy Bách. Danh Linh. Có. Ngọc Tín. Có. Mạnh Tiến. Nam Hải. Có. Trần Minh. Mình có. Ok. Việt Anh. Có. Quang Phước. Có. Tất Duy. Có. Ok. Công Phú. Em có. Văn Hiếu. Văn Hiếu. Quang Minh. Có. Việt Hoàn. Có. Đình Sáng. Có. Ngọc Hà. Có ạ. Ok. Thành Long. Huyền Diệu. Có. Ok. Sơn Hải. Hoàng Yến. Anh Tuấn. Có. Anh Hoàng. Hoàng có. Hải Ly. Thanh Toại. Có. Ok. Ngọc My. Tiến Anh. Ngọc Anh. Có. Rồi những bạn sau vắng nha. Bạn Ngọc My này. Bạn Hải Ly này. Bạn Hoàng Yến này. Bạn Sơn Hải này. Thành Long này. Ai đấy? Ngọc My có. Rồi một cái bạn gì đấy. Ai đấy? Em với thầy Long Vũ có. Ok, từ từ đã, khi nào đến đấy. Thành Long vắng này. Văn Hiếu này. Mạnh Tiến này. Huy Bách này. Quốc Long này. Long Vũ có đúng không? Ủa, vâng ạ, Long Vũ có. Rồi. Ok, còn Quốc bạn nào vắng nữa? Long của Ai? số 2. Ai ai? Quốc Long ạ, số 2. Rồi, còn ai được không? Ok, nhá. Thế chúng ta dừng ở đây các em nhé. Đấy, sorry, dừng ở đây. Thầy phải đón các bạn lớp sau rồi. Vâng, Ừ, chào thầy. ok rồi, rồi Chào thầy thầy chào các ạ. em. Ok, bye bye các em. Ok, vào giờ rồi lớp sau nhé, nhưng mà